con gái cựu bí thư Quảng Nam đưa tình nhân về nhà, tình nhân dẫn lối Tô Đại Đến. Mới đây, hàng loạt tờ báo đưa tin một cô gái sống tại chung cư Thảo Điền Mastery ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bị bạn trai trộm đồ, tổng giá trị thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Điều đáng nói là hầu hết các tờ báo đều mô tả cô này là con gái cựu bí thư một tỉnh miền Trung mới vừa nghỉ hưu cách đây vài tháng. Mỗi năm trên địa bàn thành phố có hơn 10 triệu dân này xảy ra biết bao nhiêu vụ mất trộm, nhưng tại sao báo chí lại thi đua nhau đưa tin về cô gái này? Đáng nói là một loạt tờ báo cùng đưa tin với một nội dung giống nhau. Đây là dấu hiệu cho thấy tin tức được tung tin theo chỉ đạo. Nếu chỉ một vụ trộm thông thường thì chỉ một vài tờ báo khai thác, chứ không có chuyện hàng loạt tờ báo đồng loạt đăng tin như thế. Cựu bí thư tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường. Với thông tin cô X là người bị tình nhân cũng mất 2 tỷ, là con của một cựu bí thư tỉnh miền Trung vừa nghỉ hưu cách đây vài tháng. Chỉ cần gõ vào Google là sẽ biết vị trí đó là ai. Trong vòng vài tháng trở lại đây, chỉ có ông Phan Việt Cường, cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, xin nghỉ hưu vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Trước đó, trong thông cáo kỳ họp 33 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, do ông Trần Cẩm Tú chủ trì diễn ra tại Hà Nội từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11 năm 2024, ông Tú đã đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh này nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Cán sự Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam các nhiệm kỳ 2016-2021 và năm 2021-2026. Trong đó, ông Phan Việt Cường là bí thư, người đứng đầu Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ năm 2020-2025, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, là người đứng đầu Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Hơn một tháng sau, cụ thể vào ngày 29 tháng 12 năm 2023, ông Phan Việt Cường viết đơn xin thôi việc và được Bộ Chính trị đồng ý. Trong đơn, ông Cường trình bày, đến ngày 1 tháng 7 năm 2024 tôi đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng sau khi được Bộ Chính trị chấp nhận, tôi sẽ chính thức nghỉ, không điều hành công việc từ 1 tháng 1 năm 2024. Đây được xem là cách tự nhận hình phạt trước khi ông Nguyễn Phú Trọng xuống tay. Nói nôm na là rút chạy trước để mà tránh bị tóm. Hiện nay, Bộ Công an đã bị ông Tô Lâm điều khiển, và ông Tô Lâm thì đang làm phản, không còn làm theo những thông lệ ông Nguyễn Phú Trọng đã lập ra trước đây. Ngày trước muốn bắt cán bộ lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải ra kỷ luật, cách chức và khai trừ khỏi đảng trước, rồi mới đến lượt Tô Lâm cho bắt người. Còn giờ đây Tô Lâm cho bắt người ngay khi còn đương chức mà chẳng cần chờ Trần Cẩm Tú. Như vậy, cho dù ông Phan Việt Cường có được ông Tổng tha tội, mong Tô Lâm không tha thì cũng phải chịu tội. Con gái cựu bí thư Phan Việt Cường sao lại có lắm tiền đến như thế? Từ bây giờ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Bộ Công an không còn sự phối hợp nhịp nhàng, kẻ trước người sau nữa, mà là mạnh ai nấy làm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo lệnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, còn Bộ Công an thì theo lệnh của Tô Lâm. Cho nên, rất có thể, người được ông Tổng tha, nếu điều đó phục vụ cho mưu của Tô Lâm, thì ông sẽ tóm gọn. Rất có thể, anh tình nhân của con gái, cựu Bí thư Quảng Nam, đã vô tình tạo cơ hội để Công an có thể phơi bày sự giàu có của cô gái này trước mắt dân chúng. Đó là căn hộ triệu đô ở Thảo Điền, Mastery, là đồng hồ Rolex trị giá hơn 1 tỷ đồng và nhiều chai rượu ngoại rất đắt tiền. Vậy câu hỏi là tiền ở đâu mà cô gái này có nhiều đến thế, hay là tiền của bố cô? Từ thông tin này, nhân vật Phan Việt Cường nổi lên trước dư luận và khối tài sản lớn của ông cũng hiện ra. Phải chăng đây là cách mà Bộ Công an tạo dư luận về một ông quan tham nhũng để rồi Công an thực hiện bước tiếp theo? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin con gái cựu bí thư Quảng Nam đưa tình nhân về nhà, tình nhân dẫn lối Tô Đại Đến. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de. VinFast đốt tiền khiến người anh em Vincom
Lê Thành ra trò. Vào ngày 17 tháng 3, Hội đồng Quản trị của Vingroup ban hành nghị quyết số 03/2024. Theo đó, Vingroup và các công ty con sẽ bán 100% phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Thương mại SDI, là công ty sở hữu trên 99% vốn điều lệ của công ty cổ phần kinh doanh thương mại Sador. Công ty Sador là cổ đông lớn sở hữu tới 41,5% vốn điều lệ của Vincom Rethành. Như vậy, sau khi giao dịch theo quyết định này hoàn tất, SDI Sador và Vincom Rethành không còn là công ty con của tập đoàn Vingroup. Theo báo chí Quốc Doanh, giá chuyển nhượng 100% vốn của Vingroup tại SDI khoảng 39.000 tỷ đồng, tương đương 32.000 đồng trên mỗi cổ phiếu. Vingroup sẽ thu về 21.000 tỷ đồng tiền lãi trước thuế, tương đương 875 triệu đô la Mỹ từ thương vụ này. Điều đáng nói là Vincom Rethine là công ty đang làm ăn có lãi. Năm 2023, Vincom Rethine ghi nhận doanh thu thuần 9.791.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.400.000 tỷ đồng. Doanh thu tăng trưởng 33% và lợi nhuận tăng trưởng 58% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả kinh doanh đẹp như mơ như thế mà Vingroup buộc phải bán đi có lẽ do Vingroup quá kẹt tiền. Vingroup Rethine đang kinh doanh có lãi. Cũng trong năm 2023, VinFast đã thua lỗ đến 2,4 tỷ đô la Mỹ. Con số 875 triệu đô la Mỹ tiền lãi có được từ việc bán Vincom Rethine không thấm vào đâu so với khoản lỗ khổng lồ của VinFast. Có thể thấy VinFast là đứa con đốt tiền nhiều nhất của Vingroup, trong khi đó Vincom Rethine đang có lời thì lại phải bán đi để bù khoản lỗ cho VinFast. Vậy thì khác nào VinFast đốt tiền làm cháy luôn cả Vincom Rethine. Trong những đứa con của Vingroup, đáng lẽ Vingroup cần bán đi VinFast chứ không phải bán những công ty đang làm ăn có lời. Nhưng có lẽ nếu giao bán VinFast thì cũng chẳng ai nhảy vào ôm đống của nợ này. Ông Phạm Nhật Vượng hiện nay như người đang cưỡi trên lưng cọp. Ông phải bám vào VinFast tới cùng và phải tìm mọi khả năng để có thể cứu VinFast ra khỏi tình trạng thua lỗ triền miên như hiện nay. Có thể nói thị trường Mỹ đang là nơi khiến VinFast đốt tiền khủng nhất và mọi hy vọng tại đây đều đã bị dập tắt. Xe tại đây không bán được. Hiện có khoảng 3.500 chiếc đã nhập vào Mỹ gần 2 năm, vẫn còn nằm bãi rất lớn. Hồi đầu tháng 10 năm 2023, giá cổ phiếu VinFast trên sàn Nasdaq thủng mốc 10 đô la. Ông Phạm Nhật Vượng đã cầu cứu quỹ đầu tư Advisor và ký hợp đồng ghi nhớ với quỹ này với gói mua cổ phiếu 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, cho đến nay, cổ phiếu của VinFast không những không lên mà còn thủng tiếp mốc dưới nữa 5 đô la. Khi VinFast ký hợp đồng ghi nhớ với Advisor, chúng tôi đã có bài phân tích đánh giá rằng đây chỉ là động thái của VinFast để lấy lại lòng tin với nhà đầu tư, chứ không phải Advisor xuống tiền mua cổ phiếu của VinFast thật. Nếu thị trường không có phản ứng tích cực, rất khó để quỹ này xuống tiền mua VinFast. Vingroup buộc phải bán đi những công ty con đang sinh lợi. Tại Mỹ, xe VinFast bán không được, cổ phiếu thì rớt giá thê thảm. Dù đã cầu cứu quỹ đầu tư nhưng cổ phiếu vẫn tuột dốc. Nhà máy thì đang nằm in chờ vốn, mà vốn thì chẳng thấy đâu. Con đường Mỹ tiến của VinFast là sai lầm rất lớn, khiến ông Phạm Nhật Vượng bị chôn chân xa lầy tại đây. Tại Mỹ đã không thể kiếm đâu ra tiền để cho bộ máy điều hành VinFast tiếp tục đốt. Không biết hiện nay Vingroup còn bao nhiêu công ty làm ăn có lãi. Nếu cứ lúng túng và lại túng thiếu mang những công ty con ra bán thì chẳng mấy chốc sẽ sạt nghiệp. Điều đáng nói là khi kẹt tiền, ông Vượng chỉ có thể bán được những con gà biết đẻ, chứ bán cỗ máy đốt tiền thì chẳng ai mua. Đấy là cái khó cho ông Phạm Nhật Vượng hiện nay. Hiện tại, Vincom Rethine đã bị cháy sạch cho vì VinFast đốt tiền. Với đà đốt tiền năm sau cao hơn năm trước, thì e rằng sẽ lại có thêm những đứa con khác của Vingroup, đặc biệt là những biết đẻ trứng lại đội nón ra đi. Để cứu vãn tình thế, Vingroup thì chỉ có bán VinFast hoặc là làm sao để VinFast đừng đốt thêm tiền nữa. Nhưng cả hai biện pháp này đều không thực hiện được. Hiện giờ, ông Phạm Nhật Vượng vẫn chưa có giải pháp nào cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin VinFast đốt tiền khiến người anh em Vincom Rethine
ra trò. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.